tuần thôi là nó sẽ về như zin. À, một tuần thôi hả? Là những cái này mình gò ra hết hả? Lại làm như mới ngay. À, đó là những cái này mình gò ra hết, còn những cái nào bể không xài được thì mình thay rồi. Những cái chi tiết nào phải thay là phải thay. À, những cái nào phục hồi được là sẽ phục hồi. Cái này, những cái xe này là của khách sửa hay là xe nhà đấy? Khách đến bảo dưỡng với lại làm lại một chỗ chi tiết nội thất. À, phục hồi một số cái chi tiết đã quá già, cái xe này 15 tuổi. Xe thấy nguyên một con xe mà vừa rửa vừa dọn như vậy có 50-60 ngàn thì làm sao mà đủ tiền điện tiền nước được? Như em lúc đầu em với anh bảo anh bây giờ hiện tại làm lấy công thôi chứ không lãi lời gì. Chào quý chị nha, thì ngày hôm nay thì em Trung cũng ghé thăm một cái xưởng gara sửa chữa, gọi là thì sẽ đi theo chân em là tất cả cái uy tín và có cái độ uy tín như thế nào nha quý anh chị, và tất cả cái xưởng thì ngày hôm nay thì anh chị sẽ đi theo chân em và tất cả một cái trong cái xưởng có những cái gì ngay tại trung tâm Hà Nội 46 Đỗ Việt Hưng, Long Biên, Hà Nội nha quý anh chị. Chuyên sửa chữa, bảo dưỡng, bán xe, nói chung là toàn những xe gọi là đời cao và những xe lướt, những xe cao cấp trong này. Đó, có những cái gì nha quý anh chị thì anh chị đã thấy rồi, tất cả những cái xe này nó tràn ngập đậu để xếp hàng quý anh chị, là một cái nơi uy tín thì nó phải vậy, nói chung là nó uy tín nó phải vậy, cũng rất là nhiều sự lựa chọn đó quý anh chị. Cái xưởng này là đây quý anh chị này, xe đẹp ô tô, cái này là chữ tiếng Anh này quý anh chị, tiếng Anh nhưng mà em Trung không có rành về tiếng Anh, nhưng mà cái chữ này em nôm na em hiểu nó là xưởng, cái này là dịch vụ tiếng Anh đó. Là sửa chữa, bảo dưỡng độ xe này, sơn gò hàn và nội thất, đồ chơi, nói chung là tất cả cũng là gọi là nhiều thứ cho quý anh chị. Thì anh chị sẽ đi theo chân em và tất cả cái vô trong xưởng có những cái gì thì đã thấy anh em nó cũng đang làm đó, sơn này quý anh chị này, đang làm sơn thì vô trong kia thì em thấy là ở đây nó được cái là hai mặt tiền quý anh chị đi đằng trước cũng được mà đằng sau cũng được, từ đồng sơn gò hàn, nghĩa là gò hàn đấy quý anh chị, rồi sơn, rồi nội thất, rồi máy móc thiết bị gầm bệ, tất cả cái thì cũng đầy đủ hết cho quý anh chị nha. Thì anh chị quan tâm thì đón xem hết cái video dùm cho em Chung đó, những cái độ xe rồi sơn gò hàn, sửa chữa, bảo dưỡng, nói chung trong ở đây thì đặc biệt cái là làm cũng đầy đủ hết quý anh chị. Chị quan tâm thì ghé tới đây ủng hộ 46 Đỗ Việt Hưng, Long Biên, Hà Nội. Cho anh hỏi thăm một chút xíu. Dạ. Em là làm về chuyên bộ phận gì? Em thường máy gầm anh ạ. Hả? Máy gầm hả? Ở đây là mình làm những cái dòng xe gì ta? Hay là nó tổng hợp hết? Tổng hợp anh ạ. Tổng hợp hết hả? Dạ. Tất tật anh ạ. Tất tật luôn hả? Nói chung mình có độ xe không? Có nè. Có luôn hả? Cảm ơn em nha. Nói chung là nếu mà bình thường mà dọn một con xe mà phun gầm này khoảng bao nhiêu thời gian em hả? Này mất tầm 3 tiếng rồi. 3 tiếng là phun gầm luôn đúng không? Dạ đúng rồi. À, vậy là cũng nhanh đấy chứ. Sơn một con xe hoặc gầm tút là tất cả cái đều phải vô trong phòng hết nhé quý anh chị. Những anh thợ gọi là lâu năm, gọi là những cái kinh nghiệm thâm liên lâu năm. Những quý anh chị làm những cái xe này là tới khi mà làm lên một cái xe như này thì anh chị không thể nào biết được những cái xe lỗi hay là không lỗi như quý anh chị. Những cái xe này xe khách sửa thì em Trung sẽ đi lên xe tất cả cái quý anh chị. Chút xíu em Trung sẽ đây, xe này cũng thuộc khách luôn, đang cho vô dọn dẹp sửa chữa, thì chút xíu em Trung sẽ hỏi một anh trai quản lý ở cái xưởng này. Em giới thiệu một chút xíu về cái xưởng của mình đi. Bây giờ thì bọn em cũng vừa mới vào hoạt động thôi, nó còn nhiều cái, nhưng mà cũng kinh nghiệm làm xe thì cũng lâu năm rồi. À, từ làm xe cũ đến xe mới bọn em cũng làm đến phải cỡ chục năm rồi, nhưng mà giờ bắt đầu mở xưởng. À, giờ bắt đầu mở xưởng, bắt đầu đi vào đường làm đẹp cho đời đấy. À, làm đẹp cho đời hả? Nhưng mà cái quan trọng chính ở đây là mình làm những cái gì ta? Bọn em về độ đồ chơi, lắp phụ kiện xe hơi, độ xe, sơn gò phục hồi xe về nguyên bản, sơn sửa, nói chung là làm hết những cái gì liên quan đến ô tô là làm hết. À, những cái gì liên quan tới ô tô là làm hết hả? Chọn gói làm hết đầy đủ. Nhưng mà anh thấy hình như là cái xe mà vừa dọn rửa vậy thấy có, anh thấy có 50-60 ngàn đó hả? Vâng, làm là gọi là lấy công thôi. À, lấy công rồi hả? Độ xe thì cái này mình thường thường là mình độ những cái gì? Em có phụ kiện như
màn hình, đồ đồ chơi như cả các body kit ấy. Body rồi phim, phim dán phim cách nhiệt, phủ ceramic, nói chung này cũng nhiều lắm, bây giờ kể ra hết thì nó cũng nhiều lắm hả? Tại vì cái xưởng này là xưởng tổng hợp, bọn em sẽ làm theo đúng yêu cầu khách, cứ khách yêu cầu là làm. Khách muốn làm gì là bọn em làm cái đấy. Xuống xưởng mình coi cho là kiểm chứng cho là những cái gì nó hay hơn không, hay là nó có đúng với thực tế hay không. Như con này là đang làm sơn phủ gầm đấy. À, đang tháo để sơn phủ gầm đấy. À, sơn phủ gầm đấy, mình làm cái này nó mất thời gian lâu không em? Chắc tầm khoảng 30 phút thôi anh. Rồi mình có làm máy móc gì không? Đã có anh, bảo dưỡng sửa chữa đầy đủ. Rồi những cái xe anh thấy như anh thấy có cái xe nó bị tai nạn này này. Nếu như cái bình thường mà cái xe này thì mình làm nó có giống như zin không? Chỉ một thời gian khoảng một tuần thôi là nó sẽ về như zin. À, một tuần thôi hả? Vậy. Là những cái này mình gò ra hết hả? Vậy, làm như mới ngay. À, có là những cái này mình gò ra hết, còn những cái nào bể không xài được thì mình thay rồi. Những cái chi tiết nào phải thay là phải thay. Những cái nào phục hồi được là sẽ phục hồi. Thấy anh thấy xưởng ở đây nó cũng đầy đủ hết chứ. Rồi như cái phòng sơn đây. Đây là cái phòng sơn. Phòng sơn này là phòng sơn nhanh đúng không em? Là những cái xe mà sơn dặm tút là đi vô trong phòng hết. Vậy là cái này là cũng gọi là quá chuyên nghiệp rồi. Khép kín quy trình. À, khu đằng trên này là mình chuyên độ với lại chăm sóc xe hả em? Đúng rồi, trên này chuyên chăm sóc và độ xe. Đấy, rửa xe. À, cái này như cái xe này là của khách sửa hay là xe nhà đấy? Khách đến bảo dưỡng với lại làm lại một chỗ chi tiết nội thất, phục hồi một số cái chi tiết đã quá già. Cái xe này 15 tuổi rồi. Đúng rồi, 15 tuổi rồi. Khu này là để thân anh hả? Gọi là rửa xe và chăm sóc xe. Vâng, rửa xe, chăm sóc xe và lốp, thay lốp. À, xe thấy nguyên một con xe mà vừa rửa vừa dọn như vậy có 50-60 nghìn thì làm sao mà đủ tiền điện tiền nước được? Như em lúc đầu em với anh bảo anh bây giờ hiện tại làm lấy công thôi chứ không lãi lời gì. À, mới đầu ban đầu là làm để cho mọi người biết đến thương hiệu mình trước cả. À, rồi cho anh hỏi cái địa chỉ của mình ở đây là cái gì ta? Mọi người có nhu cầu thì đến 34 Việt Hưng Long Biên Hà Nội chăm sóc xe và sửa chữa bảo dưỡng. 34 Việt Hưng Long Biên Hà Nội. 46 là chuyên bán xe, còn 34 là chuyên chăm sóc xe. À, sơn si phục hồi. Rồi nhưng mà bình thường mình tới đây thì cái số điện thoại của mình để mình liên lạc với ai? Cứ liên hẳn liên hệ với em tí nữa. Rồi ý là rồi được rồi, cho anh chút xíu cho anh cái số điện thoại thì anh ghi giúp em. À, anh bỏ trên cái phần tiêu đề. Anh chị có cần tư vấn sửa chữa bảo dưỡng thì liên hệ cái số điện thoại trực tiếp của em nó thì em Trung sẽ bỏ trên phần tiêu đề nhá. Thì thôi, cuối video thì em Trung chào quý anh chị và hẹn gặp lại quý anh chị những video tiếp theo. Và chúc quý anh chị nhiều sức khỏe và luôn luôn thành công trong cuộc sống. Em có lời nói gì với khán giả không? Dạ vâng, nếu mà anh chị nào mà có nhu cầu về sửa chữa bảo dưỡng hay độ xe hay chăm sóc xe để cái xe của mình lúc nào cũng được luôn được như mới thì cứ alo cho em. Còn em mới mở nên là sẽ có giá ưu đãi cho anh chị em ở trên video này. Cảm ơn anh chị đã theo dõi video.